Ngã lương đã kìa. Rồi cá rô. Lấy cá rô không không? Cá rô, cá lóc. Ốc dưa luôn. Ốc gió hả? Mua đèn nè. Đèn. Có lấy ốc vàng không? Có mấy tí. Dưa. Cá lóc. Cá lăng đâu ta? Nằm trong cái cá lăng này, nhà này có đó là cá lăng như này. Má cá lóc bữa nay con khủng hoảng trời. Con này chắc ký luôn á. Hả? Đó. Cá lóc. Lóc chụp bá nữa. Cá chơi này, cá chơi gì ạ? Chơi trắng hả? Chơi dai hả? Đó, cá lóc đồng rồi nha anh em. Đồ vậy à. Dở rồi một cái thôi. Đồ. Bắt vô rồi lại nhảy chết hết. Trời ơi. Bỏ vô này nhảy vô kia. Cái giòn giòn không à? Ừ. Nhẹ thôi rồi. Trời hôm qua tôi mua 8 lạng nha. Ký 2. Gì? 1 ký 2 hả? Sao mẹ? Cá chèn bự rồi. Má cá chèn đã ghê. Cá nó trứng. Cá tươi nó rói nha anh em. Cá trứng không á. Cá chèn nó cái bụng nó trứng. Quá đã. Cá chèn này giờ ký chắc cả trăm. Đây được mấy con chơi chơi vàng nha. Cá lăng. Quá chơi này khó ăn nói gì hết bệt. Đúng. Được 5 con chơi vậy. Cái quỷ cá lóc bông này nhiều quá ha.